Vương Phi, diva hai đời chồng khiến Tạ Đình Phong mê mẩn. Dù đã lui về ở ẩn nhiều năm nay, song cái tên Vương Phi vẫn luôn là chủ đề được công chúng bàn tán miệt mài. Diva Hồng Kông sở hữu sự nghiệp trải đầy hào quang, nhưng đời tư của cô cũng gặp không ít ồn ào. Diva số 1 Hồng Kông. Vương Phi sinh năm 1969 tại Bắc Kinh nhưng thành danh tại Hồng Kông, được mệnh danh là thiên hậu làng nhạc. Khởi nghiệp ở tuổi 20, nữ ca sĩ mang đến sự mới mẻ cho giới âm nhạc Hoa ngữ bằng chất giọng ngọt ngào nhưng đầy nội lực. Thập niên 1990, các sản phẩm âm nhạc của Vương Phi luôn dẫn đầu doanh thu. Cô còn là ca sĩ người Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Time danh tiếng. Từ năm 2010, cô gần như ở ẩn, không tổ chức live show hay phát hành sản phẩm âm nhạc mới. Tuy nhiên, tên tuổi của Vương Phi vẫn có chỗ đứng trong giới nghệ thuật. Năm 2016, thiên hậu làng nhạc quay trở lại với show kỷ niệm sự nghiệp. Giá vé show đắt đỏ nhưng nhanh chóng bán hết. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng là fan của nữ ca sĩ và tìm cách mua vé đến xem. Hiện tại, do tình hình bệnh dịch, tất cả live show của cô đều bị tạm hoãn. Để duy trì danh tiếng và thu nhập, Vương Phi hợp tác với các nền tảng âm nhạc tổ chức những đêm nhạc trực tuyến phục vụ khán giả. Một số bài hát kinh điển của Vương Phi là Hồng Đậu, Người đàn bà dễ bị tổn thương, Mong người dài lâu, Truyền kỳ, Nhân gian, Tâm kinh. Vương Phi cũng thường được mời thể hiện nhạc phim như So Young, Gửi thời thanh xuân, Tha thứ, Thiên long bát bộ năm 2003, Người trong mộng, Trùng khánh xâm lâm, It's on me, Final Fantasy 8 năm 1994. Ngoài ra, cô còn được chú ý với mối tình lâu năm, nhiều thăng trầm với nam ca sĩ Tạ Đình Phong. Âm nhạc chinh phục triệu khán giả. Sinh ra tại Trung Quốc nhưng Hồng Kông mới là cái nôi giúp nữ ca sĩ sinh năm 1969 thăng hoa trong sự nghiệp âm nhạc. Chính là nhạc xứ Hương Cảng đã đưa Vương Phi từ một cô gái yêu thích ca hát trở thành một cá tính âm nhạc khác biệt, khó mà nhầm lẫn với nhiều tên tuổi cùng thời. Sở hữu giọng hát trong trẻo, kỹ thuật thanh nhạc được khen ngợi hết lời, giọng ca 50 tuổi nhanh chóng ghi dấu ấn trong làng nhạc với những ca khúc đình đám như Đậu đỏ, Mong người dài lâu, Truyền kỳ, Nhân gian, Tâm kinh, Khai tâm nhãn lệ. Đặc biệt, Vương Phi từng rất thành công với ca khúc Người con gái dễ tổn thương. Ca khúc đã có phiên bản tiếng Việt với tên gọi Người tình mùa đông do ca sĩ Như Quỳnh thể hiện và rất được yêu thích vào những năm 1990. Nhờ hàng loạt ca khúc gây sốt, Vương Phi sở hữu lượng fan khổng lồ khắp châu Á. Người hâm mộ gọi nữ ca sĩ là Thiên hậu hay Diva of Asia, Diva của châu Á. Không chỉ thành công với sự nghiệp ca hát, vợ cũ của tài tử Lý Á Bằng còn tham gia đóng phim và ngày càng trở nên nổi tiếng nhờ các vai diễn trong Trùng khánh xâm lâm, Thiên hạ vô song, Nguyên Trấn Hiệp, Hồ Sơ Luật. Thành tựu nghệ thuật vượt bậc của Vương Phi biến nữ nghệ sĩ trở thành một trong những phụ nữ giàu có, quyền lực và có tầm ảnh hưởng nhất trong làng giải trí xứ Cảng Thơm thời bấy giờ. Tờ Quy Daily từng bình luận về diva sinh năm 1969. Vương Phi đáp ứng mọi tiêu chí của người phụ nữ trong mơ, cá tính, mạnh mẽ, phóng khoáng, văn chương, thành đạt và giàu có. Cô chính là mô hình thu nhỏ của cuộc sống lý tưởng trong xã hội ngày nay. Giọng hát Vương Phi đánh thức bệnh nhân hôn mê. Trang City One đưa tin, các bác sĩ tại Vũ Hán, Trung Quốc đã sử dụng âm nhạc của Vương Phi làm phương pháp trị liệu cho bệnh nhân hôn mê và thu được thành công bất ngờ. Theo đó, anh Sầm Dương tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Thanh Hoa và là một lãnh đạo của công ty về khoa học kỹ thuật ở thành phố Vũ Hán bị đột quỵ não dẫn đến hôn mê 39 ngày. Các bác sĩ đã tìm hiểu sở thích hàng ngày của Sầm Dương. Anh là người hâm mộ cuồng nhiệt thiên hậu làng nhạc Trung Quốc. Do đó, các bác sĩ quyết định mở ca khúc của Vương Phi cho anh nghe mỗi ngày trong suốt quá trình trị bệnh. Ngày 10 tháng 1, sau khi nghe nhạc, Sầm Dương đã cử động ở mắt. Ngày 2 tháng 2, anh có thể giao tiếp, cử động nhẹ. Vương Phi đánh bại Châu Tấn và Trương Bá Chi. Con đường sự nghiệp của Vương Phi rực rỡ và suôn sẻ bao nhiêu, thì đường tình của cô lại gập ghềnh trắc trở bấy nhiêu. Nhưng đó là xét về độ bền lâu, còn nếu xét riêng chân dung từng cuộc tình của Vương Phi, thì người đàn bà cũng phải ghen tị. Vương Phi kết hôn lần đầu vào năm 1996 với nam ca sĩ nổi tiếng Đậu Duy. Song cuộc hôn nhân lặng lẽ này chỉ kéo dài được 3 năm. Họ chia tay năm 1999 sau khi đã có chung một cô con gái Đậu Tĩnh Đồng. Từ đây, những tin đồn tình ái của Vương Phi thì nhau nở rộ, trong đó có mối tình hư hư ảo ảo với nam tài tử Lê Minh. Chưa đầy năm sau khi ly hôn, Vương Phi công khai quan hệ với nam diễn viên mới nổi của TVB, Tạ Đình Phong. Mối quan hệ này không rõ bắt đầu từ lúc nào, nhưng có tin đồn rằng chính Tạ Đình Phong là động lực để Vương Phi quyết tâm kết thúc cuộc hôn nhân tẻ nhạt. Cuộc tình chị em chênh nhau tới 11 tuổi đã tốn không biết bao giấy mực của bao giới. Cuối năm 2003, Vương Phi chính thức chia tay Tạ Đình Phong để cho Lý Á Bằng cơ hội. Được đà, Lý Á Bằng chia tay Châu Tấn vào năm 2004. Giữa năm 2005, họ công khai quan hệ tình cảm và nhanh chóng kết hôn. Vương Phi bị đồn là có bầu trước khi cưới. Năm 2006, họ đón con gái đầu lòng là Lý Yên. Cuộc hôn nhân của họ cuối cùng cũng kết thúc vào tháng 9 năm 2013 với nhiều tin đồn xung quanh. Con gái Lý Yên ở với bố. Thời gian này, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã ly hôn được gần 2 năm. Thế rồi, Tạ Đình Phong trở lại với Vương Phi, đến Trương Bá Chi còn choáng váng tới mức nhập viện, thì không lẽ gì công chúng lại không bất ngờ. So với 14 năm trước, Vương Phi đã già. Khi Vương Phi yêu Tạ Đình Phong lần đầu tiên, khoảng cách 11 tuổi không phải vấn đề quá lớn, bởi lúc đó cô mới 31 và Tạ Đình Phong 20. Nhưng nay, cô đã 45, còn Tạ Đình Phong 34.
cô vẫn cuốn hút được nam tài tử đang ở độ chín về nghề lẫn phong độ. Người hâm mộ thì lên tiếng chỉ trích cặp tình nhân, chê bai Vương Phi mải mê yêu đương đến nỗi quên mất cả vai trò làm mẹ, để con cho Lý A Bằng nuôi mà rảnh rang cặp kè. Trong khi đó, những người thân thiết trong giới giải trí lại ủng hộ cặp đôi. Họ cho rằng Vương Phi là người phụ nữ tuyệt vời cả về tài năng lẫn nhân cách, nên cô có quyền được hạnh phúc. Hơn nữa, nếu không phải vì một tâm hồn đủ sức quyến rũ, thì sao Phương Phi có thể đánh bật được những người đẹp và tài năng như Châu Tấn hay Trương Bá Chi để giành được Lý A Bằng và Tạ Đình Phong? Dẫu sao thì Vương Phi vẫn là một bí ẩn đối với người hâm mộ ở khả năng tình ái của mình.